Kính chào các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay thủ đô Berlin, ở nơi đang rất thanh bình. Và để được hưởng cái sự thanh bình và này thì người dân Đức trước đây đã phải đấu tranh rất nhiều để họ thống nhất đất nước Đức, và cũng nhiều người đã hy sinh và ngã xuống vì cái cuộc đấu tranh đó. Và tại Việt Nam hiện nay cũng đang xảy ra một cuộc chiến tranh trên biển, đó là việc Trung Quốc và Việt Nam liên tục có những cái va chạm tàu thuyền, tàu bè với nhau ở khu vực bãi Tư Chính cũng như là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nơi mà Việt Nam đã tuyên bố đây là chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam với vùng 200 hải lý. Nhưng Trung Quốc đã vẽ ra đường chín đoạn và họ cho rằng đấy là chủ quyền của họ. Và bên cạnh đó, hiện nay Trung Quốc đang phải căng mình đối phó với cả một cái vụ sự việc rất nghiêm trọng, đó là cuộc chiến tranh thương mại, và ông Tổng thống Trump đe dọa đưa ra tình trạng khẩn cấp. Và còn ngược lại thì ông Tập Cận Bình thì lại đưa tàu thăm dò vào vùng dầu khí của Việt Nam. Và ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8 thì chính cũng tại Pháp thì Tổng thống Trump đã tại hội nghị G7 ở Pháp đã dọa ban bố tình trạng khẩn cấp với Trung Quốc, mà các bạn thấy hình ảnh đã được đăng tải ở trên một số báo quốc tế cũng như một số trang báo của Việt Nam đã đăng tải. Và Tổng thống Donald Trump cho biết là ông vẫn có thể ban bố tình trạng khẩn cấp để buộc các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Và đây là một tuyên bố rất quan trọng và nghiêm túc của Tổng thống Donald Trump, vì các bạn cũng đã biết ông là một người tổng thống mà khi ông đã hứa và ông đã nói là ông sẽ làm, mặc dù nếu ông làm có thể gặp rất nhiều những cản trở, rất nhiều khó khăn cho ông, nhưng ông đã quyết thì ông sẽ làm đến nơi đến chốn. Và cái điều này không phải là hăm dọa nữa, mà chắc chắn trong thời gian tới cái sự căng thẳng của chiến tranh thương mại, đặc biệt là những cái đòn của ông Tổng thống Donald Trump giáng xuống Trung Quốc sẽ tiếp tục ngày càng nặng hơn. Và sự việc này được đẩy lên cao khi Bắc Kinh trong thời gian qua đã công bố mức thuế trả đũa đối với hàng của Mỹ trị giá 75 tỷ USD được nhập vào nước này. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy, ông Trung Quốc đã quyết định là áp thuế trả đũa lên 75 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ. Và Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế từ 5 đến 10% với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ kể từ ngày 1 tháng 9 và từ ngày 15 tháng 12. Họ đã chia làm hai giai đoạn. Và cái điều này đã đưa đến cái việc mà đối với Trung Quốc đã rất nghiêm trọng, và đối với Mỹ thì lại càng khẳng định cái điều mà ông Tổng thống Donald Trump càng phải cố gắng phấn đấu hơn trong thời gian tới, đó là cương quyết đẩy lùi những cái việc ăn cắp công nghệ và cạnh tranh không bình đẳng của Trung Quốc đối với các nước, trong đó có Mỹ. Vì Mỹ cũng đã thiệt hại hàng nghìn tỷ, ông ta nói rằng thiệt hại hàng nghìn tỷ USD hàng năm, bởi vì đã bị Trung Quốc lấy cắp sản xuất hàng nhái và công nghệ của Mỹ, sau đó đưa ra các nước để xuất khẩu với cái giá rất thấp, bởi vì họ không phải bỏ chi phí để nghiên cứu và sản phẩm đó, và họ cũng không phải trả tiền bản quyền cho những cái sản phẩm đó. Và chính vì vậy các bạn đã chứng kiến ngay cả những hàng hóa đó của Trung Quốc đã được đưa sang Việt Nam tiêu thụ rất nhiều ở những cái vùng biên giới và khắp cả Việt Nam, đó là những cái túi Louis Vuitton, đó là của Pháp, đó là những cái mặt hàng, rất nhiều mặt hàng giả của hàng Mỹ để đưa vào Việt Nam để tiêu thụ. Và người Việt Nam cũng đã gặp rất nhiều cái khó khăn và mất tiền cũng như gây hại cho sức khỏe và môi trường khi sử dụng những hàng không đúng phẩm chất, không đúng chất lượng của Trung Quốc khi họ copy những mặt hàng của Mỹ. Và đáp lại thì ông Tổng thống Donald Trump cũng cho biết Washington sẽ tăng mức thuế bổ sung từ 25% hiện nay áp đối với 250 tỷ hàng hóa Trung Quốc lên 30%, tức là tăng 5% thêm nữa từ ngày 1 tháng 10 tới. Thì có nghĩa là sau đó là hàng hóa Trung Quốc chắc chắn là sẽ đắt lên rất nhiều, và nhiều cái doanh nghiệp nhập khẩu từ Mỹ sẽ phải đắn đo, cân nhắc liệu có nhập hàng Trung Quốc nữa hay không, hay họ sẽ chuyển sang nhập hàng của những cái nước khác ở bên cạnh Trung Quốc để sản xuất mà không chịu cái thuế quá cao như vậy. Và bên cạnh đó thì những cái nhà sản xuất họ sẽ tìm cách họ đưa các nhà máy sang những nước khác như Thái Lan, như Việt Nam, Malaysia và nhiều nước khác nữa để sản xuất, vì ở đó không bị ông Tổng thống Donald Trump đánh thuế. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy ngày hôm qua trên báo chí quốc tế cũng đã bắt đầu đăng rất nhiều, là Tổng thống Donald Trump gây sức ép lên các công ty của Mỹ rời khỏi Trung Quốc sau khi Bắc Kinh công bố mức thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ trị giá 75 tỷ USD. Và ông ta cũng lớn tiếng nói rằng chúng ta không cần Trung Quốc, và nói thật chúng ta sẽ khá hơn nhiều nếu không có họ. Số tiền khổng lồ được tạo ra và bị Trung Quốc đánh cắp từ Mỹ từ năm này qua năm khác, từ nhiều thập kỷ hiện nay, niên nay sẽ phải dừng lại. Ông đã nói như vậy. Các công ty lớn của Mỹ giờ được ra lệnh ngay lập tức tìm kiếm một nước thay thế Trung Quốc,
bao gồm việc đưa các công ty của quý vị về nhà sản xuất và các sản phẩm của quý vị ở Mỹ. Thì đây là hình ảnh rất cương quyết và của ông Tổng thống Donald Trump đã nói trong ngày hôm qua. Và các bạn có thể kiểm chứng những cái thông tin này rất thật ở ngay trên cái trang Twitter của Tổng thống Mỹ, tên ông viết rằng là Donald Trump. Đây là hình ảnh mà những cái status của rất ngắn của ông Tổng thống Mỹ đã viết trong ngày hôm qua và liên tục cả ngày hôm nay nữa, thì đã rung động cả thế giới. Và tất nhiên sau cái công bố này thì Trung Quốc đã có những cái yêu cầu và có những đòi hỏi thêm với Mỹ, nhưng dường như là ông Tổng thống Mỹ vẫn chưa không coi cái việc mà Trung Quốc phản ứng thế nào là quan trọng. Và ông Tổng thống Trump tiếc, ông nói ngày hôm nay là tiếc là không đánh thuế cao hơn đối với hàng hóa Mỹ. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy, hình ảnh mà được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như một số trang báo quốc tế ở nước ngoài đăng tải. Khi Tổng thống Donald Trump nói hôm 25 tháng 8 rằng ông đã nghĩ lại về việc tăng cường cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, ông muốn nói rằng ông ước đã nâng mức thuế cao hơn nữa với Bắc Kinh. Có nghĩa là ông Tổng thống Mỹ muốn nâng cao hơn nữa, chứ còn cái mức mà ông vừa đưa ra thì có lẽ là chưa cao lắm, mặc dù 30% rồi còn cao nữa. Thì đây là cái việc mà ông ta đã tuyên bố trước để dọn đường cho cái việc mà tới đây chắc chắn sẽ có những cái đánh thuế cao hơn nữa với hàng Trung Quốc. Và cái điều đó là làm cho Trung Quốc rất khó chịu và tức giận. Và ngay lập tức, và Trung Quốc cũng cảnh báo hậu quả nếu Mỹ không dừng lại hành động sai trái đó. Và là hình ảnh các bạn đã thấy, cũng do báo chí quốc tế đăng tải. Trung Quốc ngày thứ Bảy, tức là ngày hôm qua, nói họ mạnh mẽ phản đối quyết định của Washington áp thêm thuế quan lên hàng hóa trị giá 550 tỷ US đô la của Trung Quốc và cảnh báo Mỹ về những hậu quả nếu Mỹ không chấm dứt những hành động sai trái của mình. Và Trung Quốc nói thêm, Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi Hoa Kỳ chớ đánh giá sai tình hình hoặc đánh giá thấp quyết tâm của người dân Trung Quốc. Thì đây là hình ảnh các bạn thấy. Như vậy là Trung Quốc bắt đầu thấm đòn và Trung Quốc bắt đầu phải đưa ra những công bố, những tuyên bố mà họ phải nói rằng nhưng cái lượng hàng của Trung Quốc là bị đánh thuế những 550 tỷ US đô la và của Mỹ thì chỉ có là 75 tỷ US đô la, thì rất nhỏ, thì nhỏ hơn rất nhiều. Như vậy cái thiệt hại rất lớn là của Trung Quốc chứ không phải Mỹ. Và ngược lại, bên cạnh đó thì với cái sức ép của ông Donald Trump, cái việc đánh thuế là một chuyện, nhưng cái việc những công ty của Mỹ, những công ty nước khác sẽ rời Trung Quốc trong thời gian tới, ồ ạt rời ra, thì kinh tế Trung Quốc sẽ bị suy sụp một cách rất nhanh chóng. Và điều đó là sẽ gây tác hại rất lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc cũng như là những cái vấn đề liên quan. Và hôm nay các nước G7 đã ngồi bàn thảo với nhau về tình hình thế giới cũng như sẽ đưa ra các thỏa thuận, trong đó chắc chắn vấn đề thương mại không công bằng của Trung Quốc sẽ được Tổng thống Trump nhấn mạnh. Dự kiến sau đây sẽ còn nhiều đòn trừng phạt khác khốc liệt hơn từ các nước tự do dân chủ với Trung Quốc. Và các bạn thấy những hình ảnh rất thú vị của ông Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo của nước G7 chụp ngày hôm nay. Và Tổng thống Donald Trump ngồi giữa các lãnh đạo nhóm G7 trong cuộc họp tại Pháp ngày hôm nay 25 tháng 8. Và đây là hình ảnh mà những cái người mà đang có những quyết sách rất quan trọng đối với thế giới, đặc biệt về kinh tế, chính trị. Và các bạn thấy là không hề có bất cứ một nước nhà nước cộng sản nào ngồi ở đây cả. Ngay cả Nga cũng chưa được đưa vào G7 để ngồi đây thảo luận cùng với các nước này. Vậy thì bàn cờ chính trị và kinh tế thế giới, quốc tế tới đây chắc chắn sẽ có nhiều cái thay đổi, sẽ có nhiều cái đặc biệt và nhiều cái tiếp diễn. Vì đương nhiên là Trung Quốc là một nước gần như cuối cùng là do nhà nước cộng sản lãnh đạo và chủ nghĩa xã hội vẫn đang được thực thi. Bên cạnh đó là Việt Nam, thì khi Trung Quốc bị suy sụp về kinh tế và bị các nước khác tẩy chay, cũng như có những cái đòn pháp lý khác mà Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đưa ra kiện Trung Quốc vì vấn đề vi phạm bản quyền, về những vấn đề cạnh tranh không lành mạnh, về những vấn đề không đảm bảo cái môi trường cũng như là cái quyền lợi của người lao động khi họ sản xuất những mặt hàng cho các nước khác, thì đấy là cái điều mà Trung Quốc chắc chắn đã phải đối mặt trong thời gian tới, không phải chỉ riêng cái chuyện đánh thuế mà còn nhiều vấn đề khác nữa. Và ngoài ra, Trung Quốc đang cùng lúc căng mình trên nhiều mặt trận khác nhau, đó là những cái cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra và càng ngày càng mạnh mẽ ở Hồng Kông. Và cái việc mà Trung Quốc đang đe dọa dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan, và trong đó có vấn đề Trung Quốc đang tìm mọi cách cướp cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Thì mặc dù thì trước đến nay Trung Quốc với Việt Nam vẫn là đồng chí với nhau, và các bạn cũng thấy rất rõ hình ảnh là qua cả một tháng qua, thời gian qua, là những chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc liên tục đi vào rất sâu vào vùng
đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò cái dầu khí và địa chất ở những cái vùng này, thì đây là cái hết sức sai trái và Việt Nam đã ra rất nhiều công hàm phản đối, nhưng dường như Trung Quốc không đếm xỉa đến và vẫn tiếp tục đưa tàu thăm dò. Thậm chí ngày hôm nay họ còn vào sâu hơn nữa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và cách bờ biển Việt Nam cách chỉ có hơn 100 km mà thôi. Nhưng Việt Nam, những cái nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bà Chủ tịch Quốc hội cũng như ông Thủ tướng chưa có bất cứ một phát biểu rõ ràng cụ thể nào nói thẳng về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và đây là hình ảnh vệ tinh mà chúng tôi xin chia sẻ thêm để các bạn biết rõ việc đi cùng tàu Hải Dương 8 có 4 tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống và nó nằm ở cái vùng rất sát bờ biển của Phan Thiết ở đây. Và đây là cái hình ảnh mà tàu Hải Dương ở đây. Và tất nhiên là với những cái tàu hộ tống hung hãn này của Trung Quốc thì những tàu hải cảnh của Việt Nam, cảnh sát biển Việt Nam cũng như là tàu ngư dân của Việt Nam thì phải tránh xa, bởi vì nó sẵn sàng đâm húc và đâm chìm tất cả những tàu nào mà dám lại gần những tàu này, mặc dù tàu Hải Dương 8 đang nằm rất gần bờ biển của Phan Thiết của Việt Nam và chúng ta. Và ngoài ra bên cạnh đó là Trung Quốc đã công bố sách trắng quốc phòng và coi vùng 9 đoạn, tức là Việt Nam gọi là vùng đường lưỡi bò, là chủ quyền của họ, nên Việt Nam chỉ còn cách liên kết với Mỹ và châu Âu và các nước văn minh thì mới có thể chống lại sự bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019 từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Và các bạn hãy để lại những bình luận sau video này cũng như chia sẻ để nhiều người cùng biết, và chúng tôi sẽ cung cấp kịp thời và nhanh nhất, trung thực nhất tất cả những thông tin để các bạn có thể biết được tình hình thực tế của Việt Nam với quốc tế, với thế giới ra sao. Đấy là cái điều mà chính phủ Việt Nam và những cái tờ báo trong nước đang giấu giếm rất nhiều người dân trong nước. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn và gia đình một buổi tối đầm ấm và hạnh phúc. Hẹn gặp lại.